Em ngồi đâu? Em ngồi đâu? Bản vẽ biệt thự 3 tầng đấy sắp xong cho anh chưa? Làm nhanh tiến độ nhanh, bảo anh em làm nhanh, anh gửi cho anh để anh gửi cho khách hàng nhé. Cái mặt tiền ở ngoài tầng 1 với tầng 2 cửa chính là người ta làm cửa kính ấy nhé. Thì bảo anh em làm nhanh cho anh cái nhé. Ok. Diễn chứ dậy. Bác ấy gọi đến là bà đi vào trong nát đi mà đi luôn. Anh nghỉ ngơi đi, gì cũng vội vàng đấy. Không sao anh ạ, em ở nhà buồn lắm, đi cho quê quả tí. Giờ đi làm căn rồi ở nhà khó chịu à? Vâng. Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho con đấy. Con ăn nhiều đấy chả? Vâng, gọi em ăn mà. Xem này có biết gì không? Em không biết gì này. Hả? Chương trình to thế nhỉ? Ừ. Này anh bảo. Hả? Khi nào mà mình cưới nhau về mình xây trong nhà như này. Hả? Biết nhà to quá nhỉ? Hả? Nhà to này em chưa nghĩ đến. Em thích không? Nhà to này đẹp này anh thích anh? Em thích món tròn nhà như nào? Món này có được không? Đẹp đấy anh nhỉ? Hả? Đẹp nhỉ? Ừ. Như biệt thự luôn ý. Thì là như biệt thự. Vâng. Đây là biệt thự mà.
Nhà tôi này ở có hết đâu. Em xem chọn được mẫu nhà nào thì... Đấy, tính sau anh ạ. Tính luôn nhỉ, tính sau. Là em chưa nghĩ đến, nhà to quá. Ừ. Rồi ra này, anh sẽ, nay mai anh sẽ thiết kế cho cái nhà cho chúng mình như cỡ này. Vâng. Được không? Đẹp mà anh, đẹp nhỉ. Nay mai anh cho, sẽ cho em ở trong cái nhà như này, em thích không? Chứ anh, nhà mơ ướt đấy. Hả? Nhà mơ ướt à? Vâng. Nhà đẹp nhỉ? Vâng. Ừ. Thì không... Em bị bắt cóc ấy thì... Anh điện mãi với em sao không được? Điện thoại lúc đấy chắc em lúc tôi quần lên trên kia sóng nó cũng không có sóng. Vâng. Mất đi làm mà. Vâng. Thế nó có điện thoại của em không? Không ạ. Nó không làm gì điện thoại của em cả. Thế là nhưng mà anh điện không thấy được. Điện mấy nhiêu cuộc? Lúc đấy em lên thì em cũng còn điện thoại bảo là gọi cho anh nhưng mà nó có sóng gì đâu. Thế là em cũng đành phải chịu thôi, may quá em lại chạy trốn được. Được, thì là may. Anh tưởng họ lấy lại điện thoại của em. Vâng, cũng may là các thằng đấy nó không để ý, nó không lấy đấy. Chắc không lấy đâu. Ông biết đi chiếc ảo. Để em một tí nhé. Alo ạ. Vâng. Vâng. Hôm nay được quạt đỗ rồi bà. Vâng, xong rồi tí cháu qua. Vâng, thế bác ấy đợi cháu tí cho tí nữa xong rồi cháu việc cháu ở nhà cháu đi cho qua nhé. Vâng. Anh điện. Cái bác hôm họ hẹn em phạt đỗ nhỉ. Thức dậy đi làm. Vâng. Chừng nhà nghỉ ngơi đi em, đi người vừa. Thôi em cứ đi cho ấy làm được. Đi làm một lúc mà cả nhà cũng chán lắm. Chán gì? Anh cứ ở nhà nhá. Thì ở nhà với anh à? Thôi sợ tí nữa anh lại đi công trình nữa thì em ở nhà cũng buồn thôi em đi được. Nhưng mà đi bắt ở gần em, anh để anh đi. Cũng gần đây mà anh, hoạt động cũng gần đây. Thì anh đưa đi. Thôi, anh không cần phải đưa đâu. Anh cứ ở nhà nhé, em đi đây. Thì đi cẩn thận nhé. Vâng, đi một lúc không về. Ừ, sang về nhé. Vâng. Anh chạy ra thì cứ công trình thì anh chậm. Thế ở nhà cũng ở nhà làm thế việc không em làm mấy ai làm là gì chắc cô ở nhà mình chán mình công việc này tiền nhé. Thank you.
ra đi không cầm chìa khóa đi giúp về nhà quê không đưa chìa khóa vào. Sai lắm rồi, đang bỏ ra. Cái Huyền nó bỏ mẹ ấy hôm nào mà cái hoa ra vặt thì ấy bỏ ư nó lên nó nào nó vặt. Vâng. Ê con vặt gì ở ngoài này bà vặt kia chắc. Ừ. Con cứ vặt ở ngoài này bà vặt kia chắc hơn bà vặt. Quá con phải ra đây con lấy 10 cân. Ừ, ăn bao nhiêu thì vặt. Này dễ bán lắm ạ. Của ba đây chưa? Đây không? Vâng, thế ba đổ con đấy.
Dạ. Đậu này thì ăn, à, đậu này đi bán người quẽ là người thích, thích mua mà. Xài không? Xài bà nhỉ? Ừ, xài thế. Cái này có nhiều cái to lắm. Có khi nó còn lấp cả trong cái bụi này nhỉ? Vậy, hay lấp rồi đấy. Cái này nó nhanh lớn lắm con. Vâng. Hôm nay nó thế này, nhưng mai nó đã ăn rất to. Bà lấy con này ghế nhá. Ừ. Vâng. Đi ra hàng này. Bà ơi. Đẩy gói vườn nó ra này. Bán lẻ hôm nọ bà bán 20, nhưng mà hôm nay con bán thì bằng bằng đó. Ừ, giòn. Đây là nó giòn, là cái giòn lâu cũng không thích bán được bằng này. Thank you.
vào mua thì vặt bán hôm ra bảo nó này. Nhà này bán rồi bây giờ này. Vâng. Ôi được rồi. Không biết thế nào mà bảo hết. Đấy vẫn còn sót đấy nhỉ. Ui. Đấy ông chút này. Chút này bánh cờ với điện thoại. Không bánh cờ điện thoại và ông cầu. Cầu ở đây là hỏng hết cả mọi người đi bàn cờ cùng với làm cái gì ham rồi đấy không nói được bây giờ còn chưa bà già ngồi mà tao là còn phải đứa nào dạy đời tao bảo ông ơi giờ lương lậu chả có. Hàng bà giờ có tuổi không làm được đâu. Không có chơi đâu. Bà, à tao phải tao được bà. Thank you.
Còn chẳng như bé bé tiền cân.
đứa nó lấy nhiều. Không ăn hết 5 lạng nữa. 5 lạng nhá. Ôi, cuốn tả không? Không. Quả nó ra thì bỏ ra nhá. Nhớ nhá. Ok. Xin 50 hạt được. Em bà xào mùi mới được có 6 tấn không được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá. Làm thế với em. Anh không biết thằng Công làm được việc gì không nhỉ? Nó mà để lộ ra chết. Anh Tuấn mà phát hiện ra thì mình đi chết. Anh Tuấn gọi cái gì? Vừa nhắc xong. Alo anh à? Vâng, em đây. Cái gì cơ ạ?
em muốn nhà mà. Anh xuống nhà em á? Vâng. Vâng vâng, em chào anh. Dạ. Dạ, vâng ạ, em chào anh. Anh tới xuống có việc gì nhỉ? Đi hết đi về thay quần áo đẹp đã. Thay quần áo đẹp đã thế nào? Đây con này mặc đi về, về nhanh chị. Ôm eo chị nhá. Nào cười tươi nào. Rồi ok đẹp rồi nào. 2 3 nào. Ok đẹp. Chị ơi chị hướng về đây đi.
nào nào, hai vợ chồng nhìn nhau thế nào, đẹp nào, đúng rồi, 2 3 nào, 2 3, ok, cô dâu tựa vai chú rể nhá, đúng rồi, đẹp đấy, cười tươi, 2 3 nào, 2 3, ok, đẹp, chú rể nhìn vào mắt cô dâu đi, nào, đúng rồi đấy, nào, đúng rồi, 2 3 nào, 2 3, ok, quá đẹp luôn. Thì để hôm nay đôi đẹp đôi thế. Anh tươi lên nào, ok rồi, đẹp nào, ok. Anh có nhẫn cho chị không? Có đấy. Nhẫn đâu? Thì anh ấy trao nhẫn cho chị để em chụp ảnh làm một bức trao nhẫn cho đẹp ở thiên nhiên này nhá. Ừ, biết được. Chị ơi, chị đưa tay ra để anh ấy nào, đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đấy, đúng rồi, nào. Đẹp quá nào, 2 3 nào, 2 3, ok, ok, được rồi anh ơi, anh rồi, anh làm kiểu cho nhẫn nhé, nào, đúng rồi, đúng rồi, được chưa, 2 3 nào, 2 3, ok, đẹp, ui là tươi thế nhỉ, rồi nào, kiểu nữa nhá, đúng rồi, đẹp nào, cô dâu cười tươi. Nhìn vào chú rể đấy, nhìn vào, đúng rồi, hai mắt nhìn nhau nào, ok rồi, đẹp. Ba nào, nhìn cô dâu nhìn chú rể đấy, đúng rồi, 2 3 nào, 2 3, ui rể xinh. Này, anh làm gì đấy? Làm gì đấy? Làm gì đấy? Anh vừa ra, anh làm gì đấy? À, làm gì? Sao anh lại làm như thế với tôi? Anh làm gì đấy? Sao anh làm như thế đâu, xử với tôi đấy hả? Thế hả? Anh không có tình cảm nhé. Anh cứ vào đây. Anh đi ra đi. Mày đi ra. Mày đi ra. Mày. 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 Em sao? Em sao? Em vừa gặp giấc mơ anh ạ. Mơ gì? Em mơ anh với Tuyền cầu hôn. Cái gì? Anh bỏ em. Hả? Em vừa mơ anh với Tuyền cầu hôn, anh bỏ em. Sao? Không có chuyện đấy đâu nhé. Lại mơ nghĩ nhiều anh cả mơ. Em sợ quá anh ạ. Ừ. Em sợ quá. Không làm sao nhé. Thế em về lâu chưa? Em về một lúc rồi. Thế vẫn ngủ nằm em mơ anh cầu hôn với Tuyền à? Vâng. Nếu chuyện đấy mình phải lo. Đừng suy nghĩ nhiều nhé. Suy nghĩ nhiều là mơ. Em sợ nữa. Một ngày nào đấy anh bỏ em. Không, bỏ nào. Mình sắp cưới nhau rồi bỏ gì. Thì là mơ anh cầu hôn Tuyền. Mở mới mở à? Về muộn thế. Ừ, anh gọi công trình những kia nó hơi trục trặc tí. Này em đã về đợi anh mãi chảy đâu nên em ý buồn ngủ quá em nằm đây. Ừ. Em vào giường mà nằm. Em buồn ngủ quá em nằm luôn ngủ đây đợi anh về. Ừ. Thế là mơ gặp anh, gặp bảo anh cầu hôn Tuyền. Anh cầu hôn Tuyền về xa em. Nhiên thi. Là những chuyện đấy. Biết nào được. Biết đâu có một ngày anh lại bỏ em sao. Không chuyện đấy đâu. Vâng. Anh chỉ yêu mình như ép đi. Thế ở nhà không được đi linh tinh nữa. Ừ, thế mẹ anh mới chưa về. Bác chưa, em thấy ở nhà suốt nãy giờ chắc chưa bác chưa về, chưa thấy về. Ừ. Mẹ chạy đâu mà. Ừ. Anh ngồi đây nhé, để em ra lấy nước. À. Em uống đi. Em uống đi. Em uống. Thế anh bán được hết đỗ không? Em có. Anh bảo không phải đi làm cứ... Thôi có gì đâu anh, chỉ đi một lúc thôi mà.
cố gắng hôm nay hứa sẽ không phải để em phải khổ nữa nhé. Vâng. Xin chào nhiều, bây giờ rất mong anh cũng ở bên em. Vâng, cảm ơn anh nhé. Chúc mừng mình tìm. Em sợ hết. Rồi. Thôi anh cứ ở đây nhé, để em ra nhà cơ. Ăn trưa rồi nhỉ? Nhà cơ. Rồi em nhà cơ chắc nghẹn giờ, xong về rồi. Không biết đi đâu giờ, chưa đi về. Thôi anh ngồi đây nhé. Ừ. Để em ra đồ ăn trong trong nhà. Vâng. Ừ. Nghỉ tay, nghỉ hát cơm. Xong rồi á? Vâng. Ừ. Anh
Thế phải không? Vâng. Mẹ à? Cô đến cơm quá. Vâng. Mẹ bí đâu về mà cả sáng lắm thế nha. Đồng ngô à? Ai đi đem cơm con? Vâng, để cháu ôm cá lên. Này là món ấy. Đấy xui hảo hả? Vâng. Ừ, ngon. Quá. Cái gì vậy? Đây cá diếc. Ừ, cá đâu đấy? Bán đâu? Em mua. Chả mua. Thử đi. Cơm ăn. Đấy, giờ về đây xong mà cơm này ăn này ngon. Vâng. Đây thì ăn đứa. Em ăn đi. Nhưng mà thôi em đưa. Cái này thôi để mua. Uống kìa. Mà đâu cho á? Không. Ăn đi con đi. Cháu mát nhá. Ăn đi. Ăn đi. Cháu ăn nhiều. Cái dầu hoa ở đây về thì chẳng cơm ngon. Ngại quá bà ở nhà nấu cơm cho bác thăm bác. Giờ ra đồng về giờ nấu ấy, muộn quá. Vâng. Ngại quá. Giờ ở dưới này xong rồi nếu mà ông nào đi làm về sớm thì nấu cơm cho bác. Vâng. Ngon rồi mẹ. Ngon. Thế bác thế bảo là hôm qua con ở bên kia lại bị nó bắt cóc đấy nè. Vâng. Không sao mẹ. Cháu mai cũng không sao, cháu cũng chạy được nhưng mà thế lại bắt cóc nữa. Vâng. Thế thật đấy, tôi thế ngày dài tôi về thế này mà ở con. Vâng. Ở trên đấy thế bác lo lắm. Bác không yên tâm đâu. Vâng. Thế thì bảo bà Thái nó về thế này mà. Vâng, trong cháu của bà Thái cùng bà Thái về đây bác. Ừ. Thái chắc là người ta không dám làm gì đâu bác ạ. Thái không sợ, Thái bảo Nguyên ở đấy mỗi buổi không lo. Thái thì nó không sợ nhưng mà con là nó nhằm vào con ấy, nó bắt cóc con ấy. Thế đâu bảo ra là dám lại lên đấy không ở à, về thế này không phải lên đấy. Ừ. Thế bảo thôi về thế này mà ở. Mai nó trở lên lấy đồ quần áo. Vâng. Ừ. Về đến này ở nó không dám làm gì đâu. Vâng. Có bác ở nhà nên nó không dám làm gì đâu. Vâng, chắc là cháu ở trên đấy chắc là nó cũng theo dõi nhà, nó mới biết cháu một người thì mới dám làm liều. Mình ở trên đấy, chứ nhất là cái chỗ đấy nó vắng vẻ, nó không có nhà dân mấy ấy. Thế có một mình thì nó để ý mình là nó vào nó bắt. Vâng. Về thế này nó đông dân cư nó lại có bác ở nhà nó không dám làm gì đâu. Chuyển về thế này rồi. Ăn đi con, đắp mà. Vâng, con cháu ăn đi. Ăn đi. Vâng, mạnh lên mắt. Ăn đắp mà ăn đi. Đây có gì kì. Bác thử ăn cá ngon. Cá cháu kho đấy. Nhìn lại biết là ngon. Hôm qua nó, bác con nó mang đi đâu? Mang lên rừng bác. Mang lên rừng. Vâng. Cho cháu trên đấy. Thế. Thế xong làm nào con ra được? Thì cháu lúc ấy bảo là cũng buồn đi vệ sinh ấy. Thế là thằng này nó cũng đưa cháu đi. Thế là cũng cho cũng cởi cái tay ra. Thế người cháu mới lúc ấy đang tranh thủ thì thấy cái anh đấy đang nói chuyện với lại người nào đấy. Thế là cháu mới cởi cái dây buộc ở dưới chân ra ấy. Thế là cháu mới chạy được. Yeah. Đấy, mày quá. Thế thằng quay nó bắt, bắt cóc nó tống tiền nên nó làm thế nào? Cháu cũng biết được, nhưng mà lúc đấy cũng cháu chỉ dọa thôi. Cháu chỉ nghe thấy tiếng, thấy cái anh đấy nói chuyện với lại một thằng tên là cũng tên là Công. Ừ. À, cái cháu là vẫn là Công với cái Tuyền. Vâng.
Bác vẫn là đưa đấy. Vâng, thế là thắc thế. Ăn được không? Mời con đồ. Em ăn nhé. Cháu no rồi. Ăn đi. Ăn nào ăn tí đi. Cháu no rồi bác ạ. No quá. Đi làm vất vả suốt ngày mà ăn ít đấy. Cháu cũng không ăn được nhiều mấy. Thôi nhá, về quyết định chuyển xuống cái này ở mấy bác. Xong rồi để bác đi xem ngày, xong ngày lành tốt là bác tổ chức cho thì mình cứ cưới đi là chúng nó khác không làm gì được mình nữa. Bây giờ mình không, nó thấy mình chưa cưới là nó cứ rình rập nhảy nó đe dọa mình. Vâng. Nhá. Đó là bác đã rồi về cái này ở mấy bác nhá.